Cháu vừa làm xong mẻ trà mới. Chú uống thử nhá. À. Cháu đang phục chế lại trà thảo mộc của bố cháu đấy ạ. Hương trà thơm nhưng không dễ uống. Vị của nó lúc đầu hơi gai gai, nhưng dư vị của nó thì thực sự dễ chịu. Có lẽ phải đặt tên cho cái loại trà này là La Un Tê Dong Un Ca. Khổ trước sướng sau. Cán bộ đến nhà tao chắc không phải chỉ để uống trà. Có việc gì liên quan đến cái việc chữa bệnh của tao đúng không? Tôi muốn ông đưa con trai của ông đi cai nghiện tập trung. Nó cứ đi theo cái đám bạn bè xấu xa mà. Bố thì làm nghề lang y, mà để cho con mình nghiện ngập như thế, tao cũng đau lòng lắm. Nhưng mà mày cứ để cho tao cai nghiện nó ở nhà. Như vậy thì làm sao làm gương cho mọi người được? Và lại ông có chắc là sẽ cai nghiện thành công cho con trai ông không? Tao là lang y, tao cai nghiện được cho nó mà. Tao còn muốn cai nghiện cho nhiều đứa khác ấy chứ. Tao muốn nhìn thấy cái đám trẻ ở bản này cứ chết dần chết mòn như thế. Lúc nào mà tao cai nghiện không thành công ấy thì tao giao nó cho chúng mày. Chúng tôi hiện nay biết ông đang dùng nhựa thuốc phiện để chữa cho một số bệnh. Ông nên thay đổi thành phần dược liệu. Nếu cứ cố tình sử dụng là vi phạm pháp luật đấy. Tao biết chứ. Nhưng mà mày cũng phải cho tao thời gian để tao tìm cái khác nó thay thế. Bây giờ người ta dùng thuốc của tao nó quen rồi. Không có cái ấy, không hết đau đâu. Chú Quang. À. Khó uống quá hả chú? À không. Phương ạ. Dạ. Chú biết là cháu đang tìm tòi để làm lại những cái bài thuốc thất truyền của bố cháu. Vâng. Thế trong những cái bài thuốc đấy có chứa chất gây nghiện không? Không ạ. Cháu phải thành thật với chú. Chú biết cháu làm nghề lang y, có những bài thuốc phải sử dụng nhựa của cây thuốc phiện. Như vậy là mình đã đưa chất gây nghiện vào cho bệnh nhân rồi đấy. Cháu biết. Tình hình Á Vóng hiện nay thế nào? Sao tự nhiên chú lại hỏi cháu ạ? Thì cháu cứ trả lời đấy đã. Á Vóng có tuổi rồi, trong người nhiều bệnh. Ngoài đau xương khớp ra thì còn bị sỏi thận và gai cột sống nữa. Nhiều khi đau quá cháu cũng phải cho Á Vóng dùng bài thuốc giảm đau của bố cháu đấy ạ. Đấy nhá, cháu đã công nhận là có sử dụng nhá. Chú biết Á Vóng vẫn chưa cai được nghiện. Thế thì tiền đâu để mà mua thuốc? Liệu có tái phạm không?